Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Wilson. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một cái móc khóa gan khá là xịn. Đó, đây. Phụ kiện móc khóa gan bao nhiêu đơn bài. Đó. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của cái móc khóa gan này và các cái sản phẩm khác tại website restore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là cái con này nó xịn đến mức như thế nào. Xem là hàng nhà gan đấy có gì khác so với những cái hàng khác hay không? Đấy, đóng hộp nhìn cũng khá là đẹp này, các bạn thấy không? Đấy. Đây thì bên trong này chúng ta có một cái khóa như này nhá. Cho bọn nó ra cho các bạn xem này. Đấy. Gan Q này. Thì bên trong chúng ta sẽ có một cái dây treo như thế này. Đó. Và nó có in cái chữ Gan Q này, in nổi này, các bạn thấy không? Nhìn nó nổi nhá. Đấy. Đấy, một cái logo gan này. Cái này thì nó bằng gọi là kiểu cao su ấy, rất là xịn. Và một cái móc rất là chắc chắn này, các bạn thấy không? Thì ở trên cái cục Rubik này cũng đã có lỗ sẵn rồi đây. Các bạn có thể móc trực tiếp vào đây nhá. Đấy, như thế này là chúng ta đã thành một cái móc khóa rồi. Đó. Đi ra đường mà treo cái này thì rất là VIP luôn. VIP Pro luôn. Rồi, cho bọn nó vào bên nhá. Thì đây, đây là cục Rubik này. Chúng ta cùng xem nó còn có mượt hay không, có xịn hay không nhé. Các bạn muốn xem cấu trúc không? Mình mở cho các bạn xem nhé. Uầy, nó có cậy được chiều này không? Ê, không được, không cậy được, hơi chặt. Nhưng mà các bạn nhìn này, các bạn nhìn qua bên này này. Đấy, nói chung là cái, các bạn nhìn vào bên góc trước nhá. Đấy, nó là mảnh chập 3 chụm lại. Và cái phần bên cạnh là mảnh hai cái chụm lại. Nói chung là cái này nó sẽ có hai mảnh, chứ không phải là hai cái viên này úp vào một cái trên góc. Đấy, nó không phải như thế mà là nó chỉ là có hai mảnh thôi, và cái viên góc này cũng thế, cũng là ba cái nó úp vào nhau, chứ nó không phải là ba mảnh úp vào một cái trên góc là bốn mảnh. Đấy, nói chung nó chỉ có ba mảnh thôi. Thì chỗ này chúng ta có một cái logo gan này. Đấy, logo gan được in lên đây nhá, nó giống như các cái đời gan bình thường bây giờ thôi, là nó vẫn in ở đây cho các bạn xem viên tâm luôn nhá. Đấy, trong này thì chúng ta không có cái gọi là chỉnh dấu kép đâu. Đấy, và cũng không có cái gọi là mắc lép đâu. Nhưng mà hàng móc khóa chỉ có thế thôi. Không biết sau này gan người ta có làm mắc lép với nam châm vào đây không, không biết. À, con này không có nam châm nhá. Con này là không có nam châm, tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có những cái rãnh. Tổ ong. Đấy, các bạn thấy không? Đây. Nhìn kỹ thì sẽ thấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Bên cạnh này, đấy, có rãnh tổ ong này. Đấy, bên chân góc, bên góc, đấy, và bên cạnh thì cũng có, đây là các bạn thấy không? Các bạn nhìn vào cái bên cam ấy, đây này. Đấy, nó sẽ có rãnh tổ ong. Đấy, nói chung là thiết kế rất là xịn. Là mình sẽ đảo nó lên này, xem cho nó như thế nào, có chơi được không. Nói chung là xoay thì khá là gọi là mượt, nhanh, trơn. Nhưng mà nó không có nam châm nên là nó sẽ bị lệch. Đấy. Rồi. Đây, cho mình xem luôn. Đấy, còn thấy xịn không? Nói chung là không thể phinh xích được. Nhưng mà nó khá là hay. Các bạn có thể mua con này về để các bạn gọi là treo móc khóa này, móc khóa xe, khóa nhà, hoặc là các bạn có thể treo vào cặp, cũng khá là đẹp. Đó. Và chơi cũng khá là mượt. Đấy, nếu mà có rảnh rảnh nhé, kiểu đi đâu chơi mà không có cái gì nghịch thì có thể bỏ cái cục này ra để nghịch. Ví dụ hôm nào mà quên mang Rubik nhưng mà chắc chắn là phải mang chìa khóa rồi, ví dụ đi đâu chơi mà mang chìa khóa xe mà quên mang Rubik đi chơi thì có thể lấy cái này ra để nghịch. Đấy, nói chung là chơi cũng khá là xịn, cũng khá là mượt. Nhưng mà nó sẽ bị vấp bởi vì là nó sẽ bị vấp bởi vì là nó không có nam châm, nó sẽ bị lệch cho nên mình phải đại sai cái cross.
Mình chích D2 nó hơi bị vướng. Đấy. Nói chung là khá là hay đấy. Chọn xem. Đây, so sánh với con VKR 2022 cho bạn xem nó nhỏ như thế nào. Nó bằng một nửa cục này. Hơn một nửa một xíu đấy. Đấy, ok, thì tổng kết lại nó cũng chỉ có như thế thôi. Đấy. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của cái móc khóa này và các cái sản phẩm review khác tại website revistore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì quên lại cho một like, một share và một subscribe để ủng hộ mình. Và nếu mà bạn cần những cái video gì ấy, thì cứ để lại bình luận phía dưới. Nếu mà mình làm được thì mình sẽ làm cho các bạn xem, ok. Và hẹn gặp lại các bạn nhiều video tiếp theo. Chào các bạn.